Chào các bạn. Sáng nay mình cũng có chuyến đi rừng nữa các bạn. Mà tới đây là cung đường không cho phép mình chạy xe nữa. Cung đường đây sẽ từ dưới đây mình dần qua bên kia các bạn. Mình sẽ chạy lên cái thung lũng cao nguyên trên kia. Ở kia đằng sau có cái thác nước các bạn. Đây. Đáng chạch nữa mình chịu khó mình lên bắt cái thác nước. Mình sẽ quay cho anh em mình xem. Và bây giờ mình dạo một vòng khu thác nước này các bạn. Đây. Con đường này nó đã bị bão lũ nó lớn các bạn. Cho nên bây giờ xe mình không qua được nữa. Đồng nghĩa mình sẽ đi bộ rất là nhiều cây số đường rừng luôn. Đấy. Mấy hôm chỗ đây là nó đầy đất đá các bạn. Bây giờ nó trâu hết rồi. Con đường nó qua bên kia. Chặt nữa là mình sẽ quay hành trình mình đi trên con đường các bạn xem. Để mình xuống dưới cái vực đây nha. Cái thác dưới đây nó mới cao này. Anh em mình ở phương xa hãy ngắm một cái dòng núi non của rừng Bình Định. Đây, sáng nay là thời tiết nó bị mù các bạn. Cho nên anh em mình thưởng ngọn những dãy núi trùng trùng điệp điệp không được rõ. Đây, những con thác nước. Cái thác dưới đây nó mới cao này. Không, hôm nay mình đi bộ là há mó hả? Ôi dồi, còn trâu gió dưới đây nữa các bạn. Ở đây nó mới gơ. Thôi mình ra bên đây coi. Sẵn cũng có dịp mình review một số cảnh thác nước của núi rừng Bình Định mình các bạn. Anh em nào ở phương xa có muốn du lịch để tới những con thác đây. Chết cha, chỗ đây làm sao mình xuống. Không, mình kiếm đường khác các bạn. Những anh em đi rừng như mình thì rất là bình thường các bạn. Nhưng những anh em ở thành phố thì những khung cảnh đây là chắc có lẽ anh em mình khó được mà đặt chân tới. Và hầu như cũng không có cơ hội các bạn. Có nhiều anh em thì có điều kiện nói anh em. Không có điều kiện thì cũng có cơ hội. Không có duyên, không có dịp thì cũng có cơ hội mà để trải nghiệm. Ôi, mình phải bò xuống như con khỉ. Những cái thác nước treo leo. Chắc chà, chỗ đây quay cũng được. Ở dưới sâu rồi này các bạn. Mới quay lên được. Con thác đây nó cao mười mấy mét á. Mình cũng từ từ mình bò xuống các bạn. Những nơi này là những nơi nguy hiểm. Ấy. Mình kiếm đường mà. Qua bên kia coi. Ở dưới sâu thì mình đi lên cũng được các bạn. Chứ mà nó đi lên đây là nó kéo đường. Chà, đây là một cái nhánh nhỏ. Cẩn thận mấy hòn đá nó đem xem các bạn. Nó trật như lương ấy. Đây. Anh em mình ngắm đỡ nha. Mình cũng cố gắng hết sức. Tới cái địa hình dở trong nhìn nhất. Để mình quay lại cái thác nước anh em mình xem cho vui. Đây. Nó rót xuống dưới mặt sâu các bạn. Chà, cái chỗ này xuống luôn. Quay ném trong cây khô cái nó bay xuống thác luôn có. Đá sừng sững các bạn. Đấy. Đây. Ở đây mình quay có một góc độ các bạn. Anh em mình hãy ngắm nhìn nha. Những con thác nước nó chảy cuồn cuộn các bạn. Cái thác này nó cao khoảng tầm 5 mét.
Nói chung là nó tầm khoảng 17-18 mét các bạn. Tính lên đến đây xuống tới vực sâu là nó tầm khoảng 17-18 mét đó. Tự nhiên cái chỗ ngọn nước rót ra kia là tầm 15 mét. Nó nghịch sáng các bạn. Nước chảy này. Và nó còn rất là nhiều cái con thác cao hơn mà hùng vĩ hơn con thác đây nữa các bạn. Hôm nay mình không có đi đảo nha, mình đi đất rừng, mình đi lên là mình đào cái cây hải châu. Hôm bữa mình nó thấy các bạn hay tới nó còn cái lỗ không mình không biết nữa. Đấy, để mình quay lên các bạn, mình sẽ lên ngược lên đây trở lại. Mình sẽ lên con thác ở trên nha. Anh em mà đào còn cái lỗ rồi đó, thâu rầu luôn các bạn. Anh em mình nghe mình dùng cái từ không? Thâu rầu. Đó là cái âm từ của đặc trưng của người Bình Định các bạn. Thâu rầu mà Bình Định mà qua tôi. Nên anh em mình nghe ra những cái âm từ mà khi người chuẩn của người Bình Định hạ dùng á, thì anh em mình nghe rất là đặc trưng và biết nó xuất xứ cái vùng miền. Bình Định mà của tôi, chứ mà xứ là xứ nổ các bạn. Bình Định của tôi mà xứ nổ á, nó có nhiều cái nó ngộ ngộ. Nước chảy im mà mùa đây là không có các bạn, mùa đây là không có bị khát nước đâu, nước nhiều lắm. Cái cung đường này anh em mình nhìn dài nha, tiến lên những cái đoạn dốc núi kìa các bạn, thôi chạy mưa lắm trên chiếc xe mình kìa. Đó, mình có thay đổi một số trang thiết bị trên xe các bạn, đó mình chạy những cái cung đường rừng gian nan hiểm trở. Và cái xe mình á, mình cũng tích kìa các bạn, tích dây này, tích một kẻ đá luôn, chứ đừng kể rồi không biết chui vô đây mà sống được bệnh gì. Cô thứ đây thôi á, đủ quá. Cái xe mình á, mình dùng cho cái tải trọng các bạn, nó nhẹ hơn, cho nên mình chỉ thay đổi một số kết cấu trên chiếc xe thôi. Còn cái xe nhấn trước mà anh em mình biết không, nhấn trước mà siêu xe đó đi rừng á, là chạy những cung đường là gọi là siêu cung đường rừng luôn, là dùng nhấn trước siêu xe đó là cái nhông sâu các bạn. Nó là coi như cái nhông ném 12 viên. Cái nhông sâu nó bự lắm các bạn. Mà cái gấp của nó đây, bằng một cái sức phi đẹp. Nó coi như cái phi đẹp khoảng 27-34 các bạn. Và nhúng trước nhúng sâu nó, nhúng sâu là mẫu bên ba cái, hai bên là 6 cái, còn những trước là mẫu bên 2 cái, hai bên là 4 cái. Tất nhiên trên cái xe máy nó có tổng thể 10 cái nhún các bạn, hay lắm. Những chiếc xe siêu tải trọng gọi là chạy siêu cung đường rừng luôn. Còn xe mình là mình tải nhẹ thôi, cho nên mình chỉ thay đổi một cái số thiết bị nhỏ thôi ở phần dưới. Mình sẽ lên tới những ngọn kia. Đây các bạn, mình sẽ lên tới những cái thác kia để mình quay anh em mình xem cho vui. Anh em nào ở phố thì mình trải nghiệm cho vui các bạn. Còn anh em nào mà ở xứ rừng như mình nha, thì những cái cảnh này là anh em mình thường gặp lắm.
nước chảy, nước chảy rất êm mà. Hôm nay mình đường lớn các bạn, thôi lỡ tới đây đi bộ luôn các bạn, lỡ chọ lát luôn này, cho chùa ai biểu đi chị. Một số giờ mình vượt qua cũng nhiều cung đường nó cũng hiểm trở các bạn, mà tới đoạn đây hư mất rồi, đoạn đường đây giờ siêu siêu chạy cũng được đấy các bạn. Những hòn đá, đây là cái đá thật anh đã lẫn với đá khác các bạn. Các bạn cái con này đây là thật anh nó lẫn với loại đá khác. Con thác đây các bạn, đá thấp hơn con thác dưới kia nha. Cái nguồn nước ở đây các bạn ít khi nó trong lắm, nó cứ đục như anh em mình kêu nước hến á, nước mà con luộc con hến nó ra các bạn. Đấy. Còn ở trong kia 2-3 thác nữa mà ở đây không có đường leo lên đâu các bạn. Nếu mình leo mình phải trung lên rừng cái này, mình leo lên những vách đá treo leo đây, và những cái sau nó mọc ngọn một lớp các bạn, nó mọc những cái nơi xa xuôi treo leo dắt dựng. Kia có cây tích này, cây tích các bạn nó chui trong kẻ đá. Ở giờ còn có mấy cây tích dây à, đã bám đường vách đá không? Cho hồ nước nó bốc ra như cái máy điều hòa các bạn. Ở đầu trên trời nước cái nó tuôn nó chảy xuống. Những nơi đây các bạn, những nơi đây gọi là mạch nguồn của sự sống này các bạn. Những cái thác nước và những con suối ở từ rừng cao nó đổ xuống, cái đó là mạch nguồn của sự sống các bạn. Những người ở đồng bằng như mình có nước uống là nhờ những mạch nguồn từ đây ra thẩm thấu qua tầng nước ngầm các bạn. Ngày xưa rừng đây rừng nguyên sinh hết á, dân người ta với các công ty các doanh nghiệp người ta hạ tầng cây lâm nghiệp hết các bạn, và còn lại những khoảnh rừng nguyên sinh lẻ loi nhỏ. Coi có tối ăn nào không, có tối ăn ngay mình à, mình làm luôn chứ mà em mùa đây cái mật mắm có chất lượng các bạn, mình có gặp mình lấy nó con mật bây giờ mình dùng thôi, mình uống bề bại cho vui, cho con mật ăn mùa mưa ấy nó nói các bạn nó chua mà nó loãng lắm, nó cái đẹp mình lấy mật em mà đến điểm nhất là cái mùa tháng 5 tháng 6 âm lịch của quê mình đó các bạn, ở Bình Định mình đang nói riêng nha, chứ còn anh em ở chỗ khác thì cái đấy mình không được rõ, vùng miền khác mình được rõ. Cái nào mình biết thì mình nói, còn mình không biết là mình không có nói bậy các bạn. Nói bậy là té ra tâm linh từ lưa, nó tầm bậy tầm bạ hết các bạn. Tốt nhất biết là nói, còn không biết thì không nói. Cái mật ong mà lúc mình biết tháng 5 tháng 6 á, là trọng lượng của mỗi lít mật, cái trọng lượng riêng của mỗi lít mật nó nặng là 1,40 kg các bạn, tất nhiên gần 1,5 kg á. Còn bây giờ ấy, lên bếp tối em ấy, nó nặng còn tầm 1,2 kg à, 1 lít mật các bạn, hoặc 1,25 kg, đồng nghĩa là nó không có độ đông đặc và nó loãng, nên cái chất lượng mật nó không có đạt, nó không có đạt cái chất lượng các bạn. Cho nên mùa đây mình không có đi khai thác mật ong đâu, mình gặp chẳng qua đâu mình đi rừng nên mình gặp, mình lấy tối về uống cho vui thôi. Chứ còn mình không có khai thác nó, phải mặc định những cái ổ ăn mà nó không có chất lượng thì anh em mình có hỏi mua thì mình cũng không có bán đâu, tại chất lượng nó không xứng đáng để mình không bán. Có nhiều anh em ở gần á, họ tới họ mua, cái mùa mưa là cái mùa mật ong nó không có tốt các bạn, mà còn anh em khai thác mật ong đồng nghĩa họ cũng có đi,
cho nên mình lâu lâu mình đi rừng mình gặp và mình lấy tối rồi mình dùng, mà người ở quê hương họ tới họ mua là mình không có bán, mình rót mình cho nghĩ vậy là bà con cô bác họ cần gì à, họ nói mình sao không lấy tiền nhiều lấy tiền ít chứ sao lại cho không. Nhưng mà mình là khác các bạn, không đạt chất lượng là không đáng, mà không đáng thà mình tặng mình cho chứ mình không bán, dứt khoát là như vậy, thà tặng cho chứ không bán các bạn. Rồi hôm nay đi bộ, bây giờ thả cuộc hành quân đi chặt cao cái giò dài cái gấu già rồi, hai đầu gấu nó rung mà cứ đi dài đường vậy là chết. Học xe mình tạm thời ở đây các bạn, chiếc xe mình chỉ qua thay đổi một cái số chi tiết nhỏ thôi. Đây các bạn, chẳng hạn như thánh ở đây thì nó không bao giờ đạp xuống nó đụng đá, mình đạp thì đạp chứ đường thì đá treo leo thì đạp xuống nó đụng đá là gãy thánh các bạn, với một số chi tiết nhỏ xưa thôi. Còn những chiếc xe thì khác nữa. Bây giờ mình tiếp tục cuộc hành quân qua đây, dâng lên tới. Thôi đừng nói nữa, thôi đỡ đi cho nó xa quá, nói đạo mất hồn quay lại. Mình đang đi bộ các bạn, đấy đường rừng đây dành cho những chiếc siêu xe, những siêu cung đường đấy là dành cho những chiếc siêu xe đường rừng chạy các bạn. Đấy, mình hay cởi xe lên những con đường đây là mình không có quay video trực tiếp được anh em mình xem, bởi vì mình không có máy cam, mình dùng điện thoại là nhiều khi nó rơi các bạn, rất vỡ cho nên mình không có quay. Và đường đây không có thể cầm lái một tay mà cầm máy quay được, nó nhảy cà tưng như cẩn ngựa ấy. Chột, ráng đi con, ráng đi cho chiều mà giờ không ấy, giờ tới nhà con vợ nó kêu đưa cái mông đi là xong các bạn, nó kêu đưa cái mông đi là thâu xong mà thâu rầu luôn. Cho nên bây giờ mình phải cố gắng đi bộ, mỗi lần mình đi mà chiều giờ không á là mình ấy các bạn thấy được không, mình giờ là mình xoay người lại mình đi chạy lui vô mà cái đầu mình quay lại phía sau, mình ngó phía sau lưng mình các bạn, ở con vợ ở trong nhà mà nó phóng ra là mình ở ngoài là mình quay lại mình giọt liền lên trong là chẳng kịp đâu các bạn, nó mà ở trong nó phóng ra là mình ngoài mình giọt đấy. Những cung đường đây chạy mà lạng hoạng là đã bơ lóc mấy này. Chú, đây, cố đi con, cố gắng đi. Đoạn này là đi, hai cái giò giếng như kiểu kéo quá. Cái chỗ này nó lớn các bạn, chứ nó không lớn, cỡ đường đây mình cũng chạy lên luôn này. Xe máy mình đi hết. Mà do cái chỗ kia nó lớn, cái hầm to quá, mình không qua được, chỗ thác nước nó lớn, ngọn nước nó sáng xuống đây nó lớn, hết trọi trơn, họ không đi được các bạn, cái đường này là xe mình chạy hết. Trời, cố gắng đi hả? Từ đây cho tới cây hay trâu đây mà không biết, còn cái lỗ hay còn cái cây nữa, nhiều khi mình đi tới còn cái lỗ các bạn, vui lắm. Đi tới nào còn cái lỗ chà quá, cái cây nó nên mặt chân nó bò mất các bạn. Mới ở nhà có quả, anh em lên đây phát chậu nào đây. Mới ở nhà có nghề các bạn, nhưng mà má ở nhà có nghề mà rừng xanh nó vẫy gọi nữa. Thì cái mình đi tiếp các bạn, công việc á thì mình có quyền được lựa chọn hết các bạn, nhưng mà rừng xanh nó vẫy gọi mình không cưỡng lại được, nên mình nó nghe nó kêu là mình tới. Nó thành một cái thói quen các bạn, lên rừng là không chơi với ai, bốn bờ quạnh quẽ, cả mấy con chim con chuột nó kêu. Vậy mà sao nó cứ thôi thúc mãi,
những bước chân của những anh em đi rừng mình các bạn. Không phải mình nói cá biệt mình không nha, những anh em đam mê đi rừng thì không biết làm sao rừng xanh nó cứ nó vẫy gọi. Rồi mình tiếp tục cuộc hành quân nữa. Cuối cùng mình cũng đi gần tới nơi các bạn. Bồ đi bồ nghĩ, Nêm Hầu, Bỉ Hiệp. Mình đang nghĩ đó các bạn. Cuối cùng mình cũng tới nơi. Coi thứ, còn cái cây. Hên quá. Mây hồng còn cái lỗ nữa. Đây, còn cái cây. Đây. Hôm bữa trước mình bắt cái tô em chỗ này các bạn. Cho nên đây, cái cây này các bạn. Đây là cây hải châu này. Lá nó ra. Nó xỏ trong lùm ăn. Chù, sao nắng mờ dữ. Nó mịn rứt các bạn. Hồi bữa mình leo lên cây. Còn cái nhỏ ngay cái ô em nữa. Bữa mình leo lên nó có trái lủng lỉnh. Tô em bỏ đi đâu. Ngon á, mình kiếm miếng là nó cũng bỏ đi cũng được. Đây. Anh em mình thấy quen thuộc không? Cái tô ăn bữa nó làm tối đây nè các bạn. Đấy. Mình biết tô ăn đây. Cái cây hải châu nó ở sát bên đây. Đó. Mình đi ngang qua. Nó nói, tôi đây. Dẹo tao. Đấy. Từ từ xử. Ở dưới đây có cây hải châu chút xíu à. Coi tôi. Chù. Cái thân gì mà. Nhỏ dữ. Không. Rồi quay lại. Xử cái này các bạn. Mình để dành nhiều cây hải châu lắm các bạn. Cho mình khi tới đây. Còn cái lỗ. Đây này. Đây là cây hải châu. Lá nhỏ này các bạn. Cây đây nó thuộc địa bàn huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định các bạn. Đây. Đấy. Hai cây thân. Đào bẫy. Rỡ một loạn xạ đây, không biết ở chỗ nào đây. Đó coi nghiên cứu. Mình mới dọn thử các bạn. Mình cắt hai cây thân nó này. Đây. Cắt hai cây thân nó đâu. Không. Anh em mình thấy nó lên trời nó mới căng này. Ở dưới gốc thì nó thẳng trừ. Nó lên nó xỏ đọt vô giữa mấy cây cao đây các bạn. Cho nên anh em họ đi tìm cây họ không có thấy. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó đứng lê lôi. Con cây hay cây các bạn. Cho nên anh em họ ít để ý. Cái thân ấy. Lên trời mới có gió mới căng. Đây. Hai cây đọt. Chù, còn lá này này các bạn. Hải châu đất núi Bình Định. Đây đây, lá đây. Cây nhỏ đây bữa nó có trái này. Cây nhỏ quá mình có đào. Đỡ đây làm giống này. Đây. Quá, cũng còn trái ta. Vô đi. Còn trái ra muộn đi. Đấy. Cũng còn cái trái rồi chứ. Cái đọt này. Chú, cành nhanh. Bể cái lá xuống. Xôi ra cái lá anh em mình xem cái hải châu đất núi. Của Vân Canh, Bình Định. Cái đây thiệt đồ đặng Vân Canh nha các bạn. Không phải cây Tuy Phước nha. Dọn đậu mà cũng mệt, đi ở mệt rồi. Xa quá à, tư. Cũng mệt luôn các bạn. Đây. Lá nó đây. Chưa, cái lá. Anh em mình xem này. Anh em mình hãy so sánh với cái cự ly nha. Ở trên cây lá nào nó cũng như lá nào á. Nó già, nó cành cỗi vậy các bạn. Chứ giờ mình trồng nó siêu to không lo đó. Nhớ dở này. Đây. Đây mấy cái lá đây bình thường này. Đấy. Chú bình hoạn này chứ. Đây các bạn. Vậy mà lọt tọt còn sót trái vậy. Đấy. Anh em thấy cái lá chút xíu đây là như vậy.
Đây soi ngón tay mình này, soi cái móng tay út luôn. Kêu là đây đây các bạn, siêu siêu dưới anh, siêu cái con thấy tầm bự hết. Đào các bạn, nói vậy á chứ giờ trồng non to hết á, thấy chưa, hải châu đất núi, cái thân thẳng như cây chuối. Hậu nghe, để mình đào thứ nghe, thấy cái bộ rễ nó như thế nào, chứ mình chưa khui mình chưa biết. Hai cái thân không biết dính liền hay là rục rịch đây. Để coi thử kiểm tra thử đây, cầu đâu cái rễ đâu các bạn, nó không có liền khối mà nó cầu cái rễ nào, biết đâu cầu cái rễ các bạn. Hai cái thân này lần này quấn tréo với nhau nữa chứ, dội chưa. Thôi đào ra thứ ơi, có đứng đây nào một thành hai ơi, vui. Đào nó lên rồi các bạn, đây coi cái rễ xuống đây nha, còn cái rễ nữa này, mà cái rễ đây nó thẳng các bạn, mình thấy nó thẳng quá. Thôi để lại nó nứt lên làm giống nha, cái rễ đây mình để lại nó sẽ nảy mầm, mùa đây chắc nó nảy mầm này. Còn cái cây này, hai cây là một, cầu nhau một cái rễ các bạn, nó dính nhau ở cầu rễ. Chú sao thẳng dưới rồi, chú sao thẳng ra mà, tàu lẩu cuộc đời á, 1, 2, 3, dứt lắm dứt đi các bạn, làm lắm ơi. Đào thứ cái rễ có ngon lành bổ thể gì không, mà thấy nó mặt tầm bậy tầm bạ. Đây các bạn, đấy, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, sùm phía kia nữa các bạn. Tóm lại là sùm cái mà thân thính chi mà thính dữ. Làm lắm gọn gọn ơi, dắt đi cho đâu, để mình gọt lại cái bầu đất, kiếp bước chân sở các bạn. Đây các bạn, kích gọt xong, kích bước cái thân bỏ, còn lắm các bạn. Hai cái cây này, nó chung một cái cú các bạn. Nó không có liền khối cho đây, nhưng mà nó chung cái cú ở dưới gốc. 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 4 gang rưỡi. 4 gang rưỡi cây đây là, chỉ còn 90 các bạn. Chiều cao 90, cái hoành thứ hai thân thứ đây. Quanh đây tầm 20 mấy. Chắc em 30 các bạn. Đây, rỡ phía đây nó mặt kêu dài, phía kia còn được chút đất. Đấy, còn nhiều xác nhiều các bạn. Bó lại, dắt đi, để mình lật cái đấy lên này. Đây, đây, đây. Đây, cái đấy đây, có một cái rỡ keo ở dưới. Coi thứ đây, một cái rỡ keo ở dưới, cái rỡ tầm 7 dính đây thôi, để mình gỡ ra cho rồi. Đây rỡ nó này, 1 rỡ, 2 rỡ, 3 rỡ, 4 rỡ, 5 rỡ, 6 rỡ, 7 rỡ, 8 rỡ. Ôi xô, sùm rỡ. Rồi, xem ngoài các bạn, đào dắt đi cho nó nhẹ. Coi thứ nó còn nhiêu ha, chiều rộng rỡ. 1 gang, 2 gang, tầm 32-33 phân, không tới 35 các bạn. Đây, cây thì đây. Đấy, mình còn cây lắm ấy. Ai biếu mày thắng, tao kích còn lắm, tao dắt đi cho mày chùa. Đấy, rồi chú cho già đó đó. Thân dài các bạn, cây này sống lâu nay mày đâu này, già đó. Sao dắt đi, mình còn một cái rỡ cây hải châu lá lớn nữa, để mình qua thứ ấy. Nó ra sao cái mà đào luôn cái rỡ dắt đi các bạn. Mình đang tìm lại các bạn cây hải châu lá lớn. Hôm trước mình đi ngang, mình thấy nó cái cây rỡ dính dính lên trời các bạn. Cái rỡ nó lộ trên mặt đất một khúc. Bữa nay mình quay lại, mình kiếm thử đi. Trời, cái rừng này mùa mưa đây nó không có gì tối ăn nào ta. Có mình làm tối giờ để dành uống cháo.
lại rửa cây thưa các bạn. Bự bự thế nó ngon lành bố phế vậy không? Nó ngon lành bố phế thì mình làm cái rửa rác đi các bạn. Mà nó ngon lành bố phế gì thâu. Mình hỏi làm cho nó phế. Mình đã tới được cây hải châu la lớn này các bạn. Cho cái thằng nó thỉnh như cái ống đồng các bạn. Chú cho thỉnh sao mà thỉnh, thỉnh dữ. Đây, hai cái thân nha. Một cái gốc, hai cái rễ thiệt bự các bạn. Nó bò qua hai phía này. Để mình kiểm tra thử đây. Cái rễ được rồi, mình đào cái rễ. Lá ở trên trời các bạn. Hải châu lá lớn khác, còn cây bốn là khác nha các bạn. Cái gốc này, nó có một cái hang động. Chỗ đây có một nhánh. Bên đây một thân to, bên đây một thân, đây thân nhỏ, đây thân to. Cái hoành đây, hoành đây tầm cũng 60 hoành các bạn, 60-70 hoành, có dư. Chục rỡ ơi, đấy, mình lại là mình nghiên cứu cái rỡ đây nha. Mấy cái rỡ đây nè, dài xuống kia, nhức con rính. Rồi thưa ơi, đấy, bên kia con cái rỡ nó mọc bên kia nữa các bạn. Còn bên đây nó không có rỡ. Nó có hai cái rỡ bự rồi, hai cái mọc hai phía. Để mình coi được, mình kết thúc rỡ các bạn. Còn cái cây nó có hai cái thân này. Thánh quá. Thánh sao mà tội nghiệp. Chô nó mình kết tán ở đầu kết thâu nó to chẳng dần. Thôi. Để kiếm cái rỡ đi rồi các bạn. Bự bự mắc mắc thử nha. Chừng nào mình tìm được cái món gì hay ho là mình quay lên đây mình xem. Hồi nãy giờ các bạn. Cả buổi cả ngày. Bự hết mấy cái rỡ nó các bạn. Đây, góc này. Cái góc trần dần. Chú xa, hai cái thân nó thẳng tớ tẩu. Mà phía bên đây là không có rỡ các bạn. Cái rỡ đây mình cũng đào rồi nha. Đào ra tới đây. Chú mấy cái rỡ này nó bự lắm. Mà đào ra tới đây. Chú xa, sao thấy không thích các bạn. Góc ấy. Hai cái thân này. Chú nó thăng lên. Như cây mía. Thâu á, thấy cái thân mà thẳng trừ, hư quá. Đây, hồi nãy giờ mình đào cái rỡ nhỏ đây các bạn. Lục lại cái rỡ nhỏ đây nè. Nhỏ trong cái to nha. Để chắc mình kết cái rỡ đây thôi. Còn cái đây hả? Đây. Cái đây mình đào này. Mình đào xuống tới dưới đây rồi nè các bạn. Tới dưới chân mình lên tới đây. Tầm 1 mét rỡ á. Chứ mà sao thấy cũng họ không thích các bạn. Đấy, cái góc ấy. Hai cái thân. Thôi tạo lỗ chưa? Không ạ, chắc mình cắt cái rỡ đi các bạn. Còn gốc ấy, anh em nào muốn tới thích thì thay gốc cái gì không? Cho mình cái gốc không rỡ các bạn. Cái rỡ đi cho nào. Anh em nào muốn chơi thì thay cái gốc đi vô. Gốc là bự nha. Cắt lên, cắt là coi như dắt cái đà mạ. Cũng được. Dắt chứ cũng tạm tạm đó các bạn. Còn mình thì không cho. Không. Cố gắng cái rỡ đi lên nào, rỡ nhỏ nhỏ đi lên nào đi các bạn. Còn mấy cái kia bãi, mình thích. Mình đã cắt xong cái rỡ đi ra các bạn. Đây, cắt từ đây nha. Đấy, mình cắt có 1 cái rỡ này. Còn lại là bên kia bên đây, phía trên nữa. Không có hư cái cây đâu nha các bạn. Anh em nào thích cây đây thì cứ tới là quất. Đây. Đầu ra mình cái còn ấy, còn mình thì mình không chơi, mình chỉ lấy 1 cái rỡ thôi các bạn. Đây, 1 cái rỡ. Bốn cái rỡ nhỏ, có cái đầu đây nữa các bạn. Đấy, để dùi vô cái cây qua thôi đây. Thấy mình được 1 cái rỡ đây thôi các bạn. Hiếm. Rọc cầm đi. Còn lại mấy rỡ to đỡ cho nó sống. Đấy, còn nguyên cây. Thao lâm đi xuống các bạn. Xuống tôi gặp cái gì không? Mình đào bậy. Còn có thì mình đi bộ gì à? Chúng ta đi bộ xa lắm. Rồi, mình được cái rỡ nhỏ. 1 cái rỡ cây hải châu lá lớn các bạn. Mấy cây này to mà. Sao không thích. Chứ được cái to đã. Mình đã dồn 2 thứ lại một chỗ các bạn.
xuống tới suối nước này, ngủ nghỉ à. Đấy, ba lô đấy. Bây giờ mình cặp hai cái lại, mình dắt đi các bạn. Chiều rồi, chú sẽ đi. Chú, 1:30 các bạn. Thảo đỡ mình đi tiếp tục à. Mình đi xuống các bạn, mình gặp đây một bụi hai trâu lá nhỏ nữa này các bạn. Một bụi, đừng coi cái lá thôi. Mới bị ra coi thứ. 4 cốt mà nêm thân các bạn. Mà nó thân thánh dữ lắm. Dậm lên nó. Không bị gãy luôn rồi. Đó là cái kéo các bạn. Không thấy nhau. Đúng quá. Bấm mấy đọt coi thứ đi. Cho nên mình được tết lá hai trâu bắc núi Bình Định. Trái thì thôi khỏi nói, đặt núi đất đảo gì mà trái cũng bày bày hết đó các bạn. Đây đấy, lá quá này các bạn. Hải châu đất núi sao một cái bụi đào luôn ơi. Đào cho nó khỏi lỡ chiến, mà nó lỡ công, lỡ việc. Công tình đi bộ, thiết xa. Đây, đây, đây. Thôi bằng bằng bước bước cũng dồn dồn rồi các bạn. Chứ không phải hiền gì đâu. Thấy cũng nhào vô là dồn dồn liền. Chứ không phải hiền từ đâu. Thấy đợi im đây đứng ngó. Nhào vô là mất môi liền. Giỏi. Đây, một cốt. Lên 1, 2, 3, 4 thân. 4 thân ở trên lại lên ném cái tuột, ở chỗ đây nó làm 2 tuột. Ôi, rỡ, chu ra ra rồi rỡ xanh luôn. Sao, 1, 2, 3, đào, nhấc dậy. Đào lên rồi các bạn. Do cái thời gian mình đi bộ còn xa quá các bạn. Chiều không rồi, 2 giờ rồi. Nên mình không có quay chi tiết. Mình đào, bánh bươi lên hết. Đấy, thân ấy. Thân mình bỏ chỗ vách núi đây mình làm. Cái chỗ đó mình dậm luôn các bạn. Mình đứng đấy hải trâu đất núi ấy. Tổ chưa đây các bạn, thấy chưa, hải trâu đất núi này. Cái đây nó thuộc địa bàn hồi sớm giờ mình đào hai cây hải trâu đất núi này, nó thuộc cái địa bàn là xã Canh Vinh nha các bạn, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Chính xác thổ như cũng có nói là ở nơi đây các bạn. Và cây này ấy, bao hoa bao trái cho anh em mình luôn. Cái thân thì bao thẳng nha. Đặt núi cho mình bao hoa bao trái luôn. Cái thân mình bao thẳng. Cái rỡ thì bao nhiêu. Còn bao đất thì có được nhiều nha. Bao đất ít ít thôi. Rỡ thì nhiều gơ lắm. Nhưng mà không bao sống. Cái gì cái bao hoa bao trái thì mình dám bao. Chơi bao sống không dám các bạn. Sợ quá. Không có dám bao sống. Hảo, bây giờ tóm đầu, dắt xuống. Mày quá, bữa nay đi đâu mà lọt tọt. Tọt vô trong mặt tao dậy. Cái kia tao đỡ dành nói chứ. Còn cái đây ăn đâu ra. Giỏi. Quay xung quanh đây còn đứa nào nữa không? Anh em dòng họ đây còn ở đây nữa không biết. Để mình lọt tìm thứ các bạn. Leo leo đọc bụi dòng thứ đây. Xem rồi các bạn. Đây cái lỗ kia nghe. Mình râm xung quanh đây. Mình tìm. Không thấy cái nào nữa các bạn. Mình leo ngọn cây dùm luôn, không thấy. Không thấy thì thôi. Có lâu lạc lê lôi mình giải biết. Không, mày lê lôi một mình. Cô đơn cũng tội. Tao lém con, để tao đưa mày về ở dưới đồng. Đồng loại của mày. Đây, thấy chưa? Mọc tìm mấy cái chỗ á. Dứt đá treo leo. Rừng xê cành cọt ghẻ. Mọc, chứ nó mọc chỗ im chỗ tốt đâu. Không lém. Đâu mà đi lía tột trên mặt ta. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Hào dắt xuống. Cái đường nó xa, tâm các bạn. Trên đường mình đi xuống nữa các bạn. Gẹp một cây nữa, xác định đường đi luôn. Cái rừng cây lâm nghiệp này các bạn, người ta họ trồng, nó còn ngay cái bìa ranh. Ha, một cây nhỏ nhỏ, bảo luôn các bạn. Nó ngầu trên hòn đá. Đấy. Nó lên một bụi ấy. Để mình đào lên thứ nó như thế nào.
lá nó này các bạn. Đây, Hải Châu đất núi, đất núi đây các bạn, cái lá đất núi à. Anh em mình nói đất núi anh em nhìn ra đâu, anh em kêu cái đây là Hải Châu đất đảo, anh em cũng đố và biết, nhưng mà nó là đất nước các bạn. Cây mình đỡ kia, hai cây với một cây rỡ, Hải Châu lá lớn, thấy chưa? Đó, nó hay, nó không bao giờ bền hơn các bạn. Hơn quá, tự nhiên xuống gặp cây nữa, nó nhỏ cũng đào luôn các bạn. Cái thứ đây, anh em họ mà đi hơi thấy được ấy, đừng có ăn mà còn. Cái lá đặc trưng của Bình Định là mình xôi cho anh em mình biết liền. Đây, đây, đây. Đây. Mình mới quen cái chành lá đâu ta. Đây. Đặc trưng của cây Bình Định các bạn. Đây, đây. Quen đây. Đây, đất núi Bình Định nó cũng dày này các bạn. Nhìn nó giống đất đảo lắm. Nhưng mà nó là Hải Châu đất núi nha. Chính xác đất núi luôn á. Thôi, đào đớn đi. Đào giác đi rồi. Đào nó lên rồi các bạn. Cái đây là một cái Hải Châu cổ thụ các bạn. Nó lâu năm lắm nha. Đây cái củ này. Nó bị người ta đâu chặt phá này các bạn. Đốt trồng cây lâm nghiệp. Cho nên nó chết, nó còn cái gốc, nó mọc trở lại, chu cho rỡ chùm chùm, mà chân dài, sắp lên kìa các bạn, nhờ nó ngồi trên tảng đá đây, cho nên nó không đi lung tung được, nó bò loạn xạ chẳng ngang không, cái thân bên đây, đây, nó coi thưa, chắc cái thân bò các bạn, lấy cái rỡ ơi, mình đem ra đây mình cắt trụi hết các bạn, mình còn được cái cục rỡ nha, nhiều cây đây nó sống lâu năm các bạn. Nó có cái rỡ. Chú cái rỡ nó này. Anh em mình so cái cưa này. Đấy. Dài bằng cái cưa mình luôn. Một gang. Hai gang. Rồi cao. Tầm gần 60. 60 các bạn. Em 60. Có mấy cái rỡ ta. Đây cái rỡ đây. Cái rỡ đây nó nạp trong đây ra. Đỡ lại các bạn. Mình đỡ cái chùm mà. Cái chùm rau, như rau ăn bột đây đã để chi? Để cho nó nuôi cái phôi mình màu sống các bạn. Ở chừng này nó sống, nó ra rỡ được ở dưới đây rồi ấy. Là mình sẽ cắt cái đó từ từ. Trước mắt mình cần nó sống hả? Một cái rỡ, hai cái rỡ, ba cái rỡ, bốn cái rỡ, năm cái rỡ. Đây là mạch ở dưới đất này các bạn. Mạch ở dưới đất. Còn mạch bên đây, mình cắt thân bỏ hết này. Đây, đấy, ba bốn cái thằng ấy. Rồi, mình làm rượu mấy thằng các bạn. Cái cục này to rồi. Cái cục đây chắc cũng cỡ, đo cái chỗ đây các bạn. Nó tầm cũng cỡ 30 hoành á. Sao, mình được một cái rỡ. Chỗ đây nó có lũa thiên nhiên. Đây, cái mẹ chết này, đốt chết cái mẹ này. Chỗ đây đầu sống. Chỗ đây nó có cái cành nữa mà đạp nó tét này. Mình thấy ngõ thì mình đạp tới tét. Rồi còn đây một thằng, hai thằng, ba thằng, bốn thằng. Hủy hết các bạn. Rỡ mặt phía đây mình cũng dọn luôn. Mình cũng đỡ phía đây thôi. Để nó nuôi sống cái phôi mình các bạn. Rồi sau đó mình hãy tính chuyện sau. Cái rỡ đây giờ mình sẽ cầm lại. Cầm vô chút nữa. Có chiều ngang tới. Một cái ăn. Hai cái ăn. Rồi. Cái đây ấy. Một cái ăn này. Một cái ăn. Hai gan. Rồi, cái đây. Cái đây vô cái chậu chữ nhật chất lọt. Cái chậu 50 các bạn. 25 nhân 50. Hay 30 nhân 50 là đứng vừa cái chân rõ đây. Rồi, gối lại gì các bạn. Mì quá. Cuốn đâu mà chờ ngừ. Lá nó này. Cái lá nó nhìn thấy sướng các bạn. Lăn bằng mượt luôn. Thầu gối lại á.
Đâu anh em còn đỡ mình cái đồ ngon buffet cũng đỡ. Mày quá. Mình đang trên đường đi xuống các bạn. Mình xuống cái đoạn đường nó tương đối dở đi các bạn. Đường rộng rãi, bình thản. Cái đoạn dốc treo leo của mình chưa tới các bạn. Trời sao đi đếm đuối ạ. Dắt mấy cây này các bạn. À, đi đếm đuối luôn. Mệt đâu nghĩ đó các bạn. Nói vậy cho sức người mình nó có hạn các bạn. Đường đây bình thường ấy, mình lên được những cái đoạn dốc treo leo rồi là lên đường đây mình đi xe máy nó cũng tiện cũng khỏe các bạn. Chứ mà cái đoạn treo leo hiểm trở nó lại hư mất, không còn để mình đi được. Ông nhá, đi bộ lê lử mỗi chuyến đi rừng các bạn nó đều mang một cái tính chất hên xui. Có lúc á thì đi sâu về dạy các bạn, chiều về là đi giật cái ba lô không là đồng nghĩa đước cái mông cho con vợ nó quất. Còn cái bữa thì cũng may mắn mình được tay ở sách mà nách còn phải mang. Đó là tính chất hên xui của những chuyến đi rừng. Và anh em cùng đồng nghiệp như mình, họ cũng mang đậm tính chất như mình các bạn. Đồng nghĩa là mỗi chuyến đi rừng đều mang một cái tính chất hên xui. Cho dù có hay không, mình vẫn vui vẻ mình đi giật các bạn. Đó là cái ngờ và cũng là cái nghiệp nó như vậy. Cho nên mỗi chuyến đi rừng nó đều là như vậy cả. Và có những chuyến đi rừng á, anh em biết sao, những chuyến đi rừng thầm lặng. Tất nhiên mình đi mãn ngày không có gì quay cho anh em mình xem hết, thì trái lại anh em mình xem video nó thành cuối cùng con số 0, nó thành một cái video vô nghĩa. Mình cũng muốn video nó có cái gì đó để anh em mình xem. Thứ nhất là giải trí, thứ hai để xem thứ mình đi rừng hôm nay được cái gì và không được cái gì. Cha đi mệt quá. Dạ rồi, chân cẳng nó rượu rạo các bạn. Đi chẹp lại đầu gấu nó tay lộn với nhau. Nó kêu lộp bộp. Cho nên anh em thấy mình đăng video lên, nay đào được cây này, mai bắt được tổ ong. Đó là một cái tảng băng nổi các bạn. Một phần nổi của cái tảng băng chìm thôi. Đó là một cái phần nó lòi lên ở trên mặt nước mà mình thấy. Còn cái phần chìm nó nằm ở dưới. Thì mình giờ mình up video anh em mình lấy đâu mà thấy. Đó. Cho nên anh em phải thông cảm và hiểu, phải hiểu luật cho những anh em đi rừng như mình. Rất nhiều anh em đi rừng như mình vẫn cái ngờ và cái nghiệp y như mình cả các bạn. Nó là như vậy. Mình đi tiếp tục các bạn. Sao mà mệt dữ vậy. Đi được mới 2 phần đường các bạn mà mệt quá rồi. Nghĩ hả? Wow. Đấy. Mang dắt 2 cái bầu đất đi. Thứ chút mà nó nặng. Khi có chân dở thì bỏ sơ ba lô các bạn. Hôm nay là mình được vài cái cây. Cứ như chuyến đi rừng hôm nay là may mắn các bạn. Mình lên mình đào á, chỉ có cái này thôi và cái rỡ đây các bạn. Nhưng mà mình đi gặp mây mình được 2 cây nữa các bạn. Cho 2 cây đây mình có thấy trước nha. Một cây đi cây chân rỡ là mình có thấy trước. Bây giờ mình ngồi nghỉ các bạn. Mệt rồi. Đây. Sẽ ngồi nghỉ mệt các bạn. Thì mình từ xưa giờ mình làm cái kênh YouTube các bạn. Và cũng đâu đó có một vài anh em họ bình luận trên kênh của mình. Ở số video nào mình cũng cụ thể mình cũng nhớ các bạn. Nhưng mà cái bình luận đó mình không có xóa ngang. Những cái bình luận đó cho dù trái chiều hay phản cảm mình cũng có xóa đi đâu. Tại vì mình rất tôn trọng cái quyền tỏ rõ quan điểm và tỏ rõ cái quyền tiếng nói của anh em trên kênh của mình. Mình rất thích anh em bà tám vậy á, cà khịa vậy là vui. Đó là món ăn tinh thần các bạn. Đây, các anh em bình luận cho mình là 2 chữ là phá rừng. Còn có một anh em nữa bình luận lên 1-3 chữ.
bốn chữ chứ, phá rừng chính là anh. Nếu những anh em nào xem được video lời nói mình ngày hôm nay, anh em mình tự khắc hiểu. Một anh em là bình luận là phá rừng và bình luận mấy lần á, mình cho một lượt thích thả cho anh em một cái tim và mình tặng anh em một nụ cười, chứ mình không có đau co với anh em làm gì. Và cái bình luận của anh em có mặt phải hay mặt trái, tất nhiên đúng hay sai, ở đây anh em mình khán giả, người ta sẽ có những anh em khán giả, anh em sẽ có những cái quan điểm và những cái nhận định chuẩn mực hơn. Đây các bạn, mình kiếm được những cái cây hải châu mình đỡ kia này, đó là đồng nghĩa nó ở những bờ ranh và những cái khe suối, có những khu rừng lâm nghiệp đây các bạn. Đây nè, cây bạch đàn, kia là cây keo các bạn. Mình xây một vòng này, anh em mình xem nha, toàn bộ là cây lâm nghiệp, thấy chưa, tất cả đều là cây lâm nghiệp cả. Đó, bên kia nó có xuất miếng rừng này, anh em mình xem này, thấy chưa, nó có một miếng rừng nguyên sinh, nó còn một cái héo nhỏ các bạn. Đó, mình kiếm cái cây á, những cái cây hải châu nó ở những cái chỗ đó. Và anh em mình biết sao không? Những cái chỗ đó đồng nghĩa là vách đá treo leo trong đó, người ta họ phát họ trồng cây lâm nghiệp không được, cho nên buộc người ta phải chừa lại hết cả những cái bờ ranh. Cụ thể như cái cây chân rỡ mình đào các bạn, nó đã bị chặt đi một lần và đốt sống lại. Đó, mà đốt lần đầu sống lại, lần thứ hai sống lại chết chết gì, bắt qua tam ba quận nó đã sống đâu. Đó, cuối cùng nó cũng phải chết. Và mình kiếm một vài cái cây để mình về, thứ nhất giao lưu tới anh em mình là đỡ làm gì, chả đỡ làm gì cả, nó chỉ đỡ là anh em mình nuôi nấng và tạo tác để làm đẹp cho cái cuộc đời này thôi, chứ không đâu có gì hơn đâu. Đó, còn phía sau đó là mình cũng có một đồng nửa đồng để mình nuôi những đứa con mình khôn lớn và nó ăn học các bạn. Còn anh em mình bình luận phá rừng, tất nhiên mình không phủ nhận chuyện đó các bạn, ít nhiều mình cũng là người trực tiếp tác động tới rừng, đó là sự thật, mình không thể chối cãi được. Mình ít nhiều mình cũng đào những cái cây kia, là mình cũng là người trực tiếp tác động tới rừng. Nhưng mà anh em nhìn đây, anh em cân nhắc trước khi mình đỡ ra một cái câu bình luận cho nó có một cái độ chuẩn mực. Anh em nhìn nha, rừng đây, rừng lâm nghiệp đây, trùng trùng điệp điệp các bạn, mênh mông chỗ nào cũng có những khu rừng này nó mọc lên. Anh em mình biết đồng nghĩa là cái gì phải ngã xuống không? Anh em mình hiểu chứ, những khu rừng lâm nghiệp nó mọc lên những khu đồi núi như vậy thì đồng nghĩa cái gì nó phải ngã xuống. Thì anh em mình phải hiểu đây, đây đây. Nhưng mà vì sao những khu rừng này nó mọc lên như vậy, nó đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, cho sự phát triển của toàn thể xã hội, cho nên những khu rừng kia nó phải nằm xuống để nó nhường lại cái này mọc lên, để phục vụ cho con người mình có cuộc sống ấm no hơn. Còn mình á, mình đi kiếm những cái cây như vậy thì đồng nghĩa là mình gọi là mình cứu nó đó. Nếu mà nói đúng nghĩa, những cây hôm nay là mình cứu nó đi, không biết một mai, mai mốt gì đây người ta họ phát tiếp, người ta trồng tiếp là những cây này, đồng nghĩa nó phải chết đi các bạn. Cho nên anh em mình xem video thì hãy cân nhắc cái câu bình luận của mình. Cho mình thì nói thẳng, bây giờ nói sao đi nữa mình cũng, anh em có thông cảm được cho mình thì thông cảm, còn thông cảm cho mình thì thôi. Đó là cái mặc định những anh em khai thác của mình, nó là một mặt bằng chung của những anh em đi khai thác cây cảnh. Thì anh em mình cân nhắc, có thông cảm được cho anh em đồng nghiệp của mình và mình thì thông cảm, còn anh em mà không thông cảm được thôi, chứ mình cũng có lời nào nói hơn. Và hôm nay mình được bao nhiêu đây cũng là cái mừng các bạn. Chiều nay mình đi giờ chưa tới nơi, chưa tới chiếc xe các bạn, từ xe về nhà còn rất xa. Và mình cũng sẵn nghĩ mệt, mình cũng có đôi lời tâm sự với anh em mình như vậy. Mình gửi gắm tất toàn thở những anh em khắp trên mọi miền Tổ quốc, lẫn cả anh em nước ngoài. Thì anh em mình xem video hãy thông cảm cho mình ở phần đó. Cuối cùng mình cũng sắp tới xe các bạn. Mình cố gắng đi, đi miệt mài, đi đắm đuối, cuối cùng mình cũng tới được chiếc xe các bạn. Hân quá. Video hôm nay thời lượng nó hơi dài các bạn, cũng do cái tàu mình hôm nay sao
cái miệng nó ngứa, sao bà Tám dữ không biết. Sao hôm nay mình bà Tám dữ vậy không biết. Chứ cho cái miệng này nó ngứa sao ạ. Anh em xem video thông cảm nha, vì làm mất thời gian anh em quá nhiều. Mình cũng biết anh em mỗi khúc thời gian làm mỗi cái rất là quý báu, cho nên mình làm mất thời gian anh em mình nhiều quá. Anh em mình sorry nha. Đấy, chiếc xe mình kia hơn quá. Cuối cùng người già xe vẫn ở một chỗ các bạn. Ôi ô, làm cái cây xuống à. Sao mà nặng dữ. Mệt. Cuối cùng mình không tới được chiếc xe. Một cuộc hành trình rất là dài hơn. Chuyến đi rừng mình xin kết thúc ở đây các bạn. Không làm mất thời gian anh em mình nhiều quá. Do bữa nay mình bà Tám dữ quá chừng.